Bây giờ mẹ có quả cam này, quả cam, mẹ có quả dưa chuột, khế này, mẹ có quả khế, mẹ có cái thạch, mẹ có thạch rau câu, mẹ có quả quýt, đây, mẹ có cái kẹo, nào cho mẹ mượn đi, cho mẹ mượn đi. Bây giờ con cái lấy cho mẹ quả dưa chuột nào, dưa chuột đâu con, lấy cho mẹ quả dưa chuột nào. Đúng rồi, mẹ xin con gái mẹ. Giờ lấy cho mẹ quả khế nào. Quả khế nào. Mẹ xin. Wow, nặng quá, cảm ơn con nhá. Con lấy cho mẹ con lấy cho mẹ cái thạch đi. Cái thạch đâu nhỉ? Thạch đâu? Đúng rồi, mẹ xin con gái mẹ nhá. Bây giờ con gái lấy cho mẹ quả cam nào. Mẹ xin nhá. Cái kẹo đâu con? Cái kẹo đâu? Lấy cho mẹ cái kẹo. Kẹo, kẹo. Rồi, mẹ xin con gái mẹ. Rồi, còn quả gì đây nhỉ? Còn quả quýt cuối cùng nào, cho mẹ xin quả quýt luôn. Cho mẹ quả quýt đi.